Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là xã Long Tân, thuộc đây là đang đường tỉnh lộ 765, đi thẳng ở phía này là về hướng của trung tâm xã và trung tâm thị trấn Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì đây tôi đang có một cái lô đất là mặt tiền của cái đường này, chiều ngang là 15m, chiều sâu là 80m, là 1.200m2, 1.200m2 mà mặt tiền đường nhá. Ở đây người ta trồng mít rất là tươi tốt này, chuối này, đấy, quá đẹp luôn. Đây đất đỏ mà đất đẹp, ở đây là trồng khoai mì này, trồng sắn đấy, ngoài Bắc gọi là trồng sắn. 1.200m2 thì giá đang chào bán là 2.4 tỷ. 2.4 tỷ. Đấy, tôi thấy một mức giá vô cùng đẹp luôn đó. Đấy, mặt tiền đường. Đấy, trồng mít này. Đấy. Đặc biệt là cái lô đất này nhé, rất là vuông vức, ngang đầu 15, ngang đít 15 luôn. 15 sâu 15, ngang 15 sâu 80m, 1.200m2. Đất giấy tờ trồng cây lâu năm và mình lên được thổ cư nhé. Khu này lên được thổ cư, làm nhà vườn tốt, rất là đẹp. Cây cối trồng rất là xanh tốt. Vậy quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở đây nhé, tôi xin nhắc lại, 1.200m2, chiều ngang 15, sâu 80, giá là 2.4 tỷ, một mức giá vô cùng đẹp luôn. Ấy, có lô đất ở gần đây mà người ta chào tới chiều ngang, nó tính theo mét ngang thì người ta tính tới có 3.600m2 mà người ta bán tới 10 tỷ đó. Mà tính ra nó mét ngang của nó thì là 250-240 triệu một mét ngang á. Đấy. Thì quý vị nào có nhu cầu mua ở đây nhé, hãy alo ngay cho tôi theo số điện thoại là 0909 889 678 và 0915 699 112. Xin lỗi quý vị, tôi vừa hỏi chủ đất nhé. 1.200m2 này, chiều ngang 15 nhân lấy 80 là đã có 40m đất ở rồi nhé. Còn quý vị có thể lên thêm thoải mái, không sao cả. Nhưng hiện hữu là đã có 40m rồi. Rất là tuyệt vời. Đây đường, mặt tiền đường nhé quý vị. Xin nhắc lại là mặt tiền đường tỉnh lộ 765. Mà từ trung tâm thị trấn Đất Đỏ ra đây khoảng 4-5 cây. Đấy, thì một lô đất mặt tiền, chiều ngang 15, sâu 80 và có 40m đất ở rồi. Giá 2.4 tỷ, một mức giá vô cùng đẹp. Dạ, xin trân trọng cảm ơn.